điểm danh, những nhà tù khét tiếng nhất Việt Nam. Chào mừng quý vị quay trở lại với OB Đại bảng. Du lịch trên mảnh đất Việt Nam không chỉ dừng lại ở cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay những công trình kiến trúc uy nghi, diễm lệ, mà bên cạnh đó còn là những di tích lịch sử lâu đời, cổ kính. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đất nước ta đã phải hứng chịu nhiều đau thương, khổ cực. Những nhà tù ở Việt Nam được mệnh danh là địa ngục trần gian chính là minh chứng rõ nhất cho những vất vả, lầm than mà nhân dân ta phải chịu. Ngày nay, những nhà tù đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Một nhà tù côn đảo là một trong những nhà tù nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Đây là hệ thống nhà tù có cách tra tấn dã man và vô cùng tàn bạo trong chiến tranh Việt Nam đã được ghi chép trong lịch sử. Nhà tù côn đảo được người Pháp xây dựng để giam giữ những tù nhân đặc biệt nguy hiểm. Đối với chế độ thực dân Pháp lúc bấy giờ, đối tượng các tù nhân thường bao gồm các tù phạm chính trị, tử tù, vân vân. Trong thời Pháp thuộc thì đây là nơi giam giữ các nhân vật tham gia và liên quan tới phong trào cách mạng hay những người ái quốc chống lại chính phủ thuộc địa. Sau thời Pháp thuộc, nhà tù Côn Đảo tiếp tục được Mỹ sử dụng để giam cầm tù nhân trong chiến tranh chống Mỹ. Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại nhà tù Côn Đảo chính là chuồng cọp, nơi được xây dựng biệt lập với những hình thức tra tấn dã man nhất của thực dân Pháp, quân đội Mỹ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia Việt Nam thời đó. Chuồng cọp do Pháp và quốc gia Việt Nam được xây dựng vào năm 1940 với tổng diện tích 5 475 m vuông là khu trại giam được xây dựng để giam giữ những tù nhân chính trị cao cấp của quân giải phóng Việt Minh và những người tham gia chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ lúc bấy giờ. Bên trong chuồng cọp được chia làm hai khu, gồm 120 phòng biệt giam, mỗi khu gồm 60 phòng phía trên chuồng cọp sử dụng những song sắt kiên cố ở giữa có hành lang dành cho cai ngục tiện đi lại tra khảo hành hạ người tù ngoài 20 phòng trong nhà còn có 60 phòng người trời không có mái che để tra tấn tù phơi nắng phơi mưa đánh đập vân vân chuồng cọp được xây dựng bởi mỹ và việt nam cộng hòa được xây trên nền diện tích 27.768 m2 vào năm 1971 gồm tổng cộng 384 phòng biệt giam đây là kiểu nhà giam đặc biệt được xây dựng bằng bê tông để người tù nằm trực tiếp lên đó. Diện tích phòng nhỏ, thiết bị vệ sinh, ăn uống thấp kém, hình thức tra tấn dã man. Sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta đã chiếm được nhà tù Côn Đảo, chấm dứt 113 năm hoạt động của nhà tù. Ngày nay, nhà tù Côn Đảo được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trở thành một trong những địa điểm du lịch cội nguồn hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước ghé thăm. 2. Nhà tù hỏa lò Còn có tên gọi khác là nhà pha hỏa lò. Tên gọi này được lấy theo tên con phố hỏa lò quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhà tù hỏa lò từng là nơi giam giữ các phi công Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và nhiều người con của cách mạng Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương. Hỏa lò là nhà tù được xây dựng bởi thực dân Pháp trong những năm 1896 với tên gọi Pháp thời đó là Maison than với tên tiếng Việt khi đó là Ngục Thất Hà Nội. Nhà tù Hòa Lo được chia thành 4 khu vực riêng biệt A, B, C, D. Mỗi khu vực có những đối tượng tù nhân khác nhau, cụ thể như khu A và B là khu vực dành cho các phạm nhân quan trọng, tù nhân phạm kỷ luật, nhà tù hay những phạm nhân đang được cứu xét. Khu C đặc biệt dành cho những phạm nhân là người ngoại quốc nói chung và người Pháp nói riêng. Khu D là nơi giam giữ những phạm nhân bị án tử hình, chờ ngày duyệt y hoặc giảm án. Bao quanh nhà tù là một bức tường xây kiên cố bằng đá cao 4m, dày 0,5m, trên cắm mảnh chai và tràng dây điện áp cao thế để ngăn cản tù nhân vượt ngục. Năm 1899, nhà tù hỏa lò xây dựng chưa hoàn thiện nhưng đã phải đưa vào sử dụng ngay vì việc thực dân Pháp bắt hàng loạt người yêu nước đấu tranh chống lại chúng. Những năm sau đó, nhà tù thường xuyên được cải tạo, sửa chữa, tăng thêm diện tích các phòng giam. Với tính chất là nhà giam, nhà pháp lý, nhà trừng giới, nhà tu hỏa lo được thực dân Pháp trang bị hết sức tối tần với các công cụ dùng cho các hình phạt nặng nề và hiểm độc nhất với các tù nhân. Đặc biệt các tù nhân là những chiến sĩ yêu nước và cách mạng Việt Nam. Nơi đây từng giam phần đông là tù phạm chính trị, những người ái quốc chống lại chính quyền thực dân Pháp và số ít là tù thường phạm và tù ngoại kiều. Hà Nội Hilton trong ảnh chụp từ trên không năm 1970, với những người bị án tối đa 5 năm hoặc án chém thì thực dân Pháp cho giam giữ ở nhà tù Hòa Lò. Còn những người bị kết án từ 5 năm trở lên, chúng sẽ di chuyển đi nhà tù Sơ La, nhà tù Côn Đảo và một số nhà tù khác. Tại đây, nhà cầm quyền thực dân cho áp dụng một chế độ nhà tù Hà Khắc, dùng mọi thủ đoạn cực hình, tra tấn, đánh đập dã man và giam cầm hàng vạn chiến sĩ yêu nước và nhà cách mạng Việt Nam. Nhiều nhà cách mạng đã phải hy sinh, nhưng ý chí cách mạng và tinh thần yêu nước không hề khuất phục. Họ đã biến nhà tù thành trường học, nơi giác ngộ tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng. Ngày nay, nhà tù Hỏa Lò tại phố Hỏa Lò chỉ còn lại một phần nhỏ để dành cho học sinh sinh viên tới tìm hiểu lịch sử, các đoàn thể và khách du lịch trong và người nước ngoài đến tham quan. Khu vực trại giam đã được chuyển tới quận Nam Từ Liêm, được đặt tên là trại giam số 1 của Công an Hà Nội. 3. Nhà tù Phú Quốc còn có một số tên gọi khác như trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc, trại giam tù binh Cộng sản Phú Quốc. Được xây dựng trên địa phận thị trấn An Thời thuộc cực nam của đảo Phú Quốc. Đây từng là nơi giam giữ khoảng 40.000 tù nhân, bao gồm cả tù chính trị nhiều thời kỳ. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, các tù binh tại nhà tù Phú Quốc đã phải chịu nhiều hình phạt và tra tấn vô cùng dã man như đóng đinh vào tay, chân, đóng đinh vào đầu hay các hình thức tra tấn như dùng dây kẽm gai đỏ đâm vào da thịt, đổ vào lửa than, đổ vào nồi nước sôi, đục răng, chôn sống, vân vân và nhiều hình thức tra tấn vô cùng ác độc khác. Nhà tù Phú Quốc gồm tổng cộng 14 khu, trong đó khu 13 và 14 được xây dựng thêm vào cuối năm 1972. Các khu trại giam lại được chia thành nhiều phân khu nhỏ, đều có sức chứa lớn, sức chứa trong mỗi khu khoảng 3.000 tù nhân. Ngoài các khu này, nhà tù Phú Quốc có thêm một trại giam tù hình sự nằm tại thị trấn Dương Đông. Mặt phía Tây đảo Phú Quốc. Đây là nơi giam giữ những tù nhân đã bị kết án từ 10 năm trở lên. Ngày nay, nhà tù Phú Quốc là một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc được du khách trong và ngoài nước nhắc tới nhiều. 4. Nhà tù Sơn La. Có vị trí đặt tại trung tâm thành phố Sơn La, đây là nhà tù được xây dựng bởi người Pháp trong thời kỳ Pháp thuộc vào năm 1908. Nhà tù Sơn La từng là nơi giam giữ những người làm cách mạng Việt Nam, là địa danh còn lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử của cách mạng Việt Nam xưa. Nhà tù Sơn La có phần diện tích ban đầu khoảng 500 mét vuông, sau 3 lần xây dựng và mở rộng có tổng diện tích là 2.170 mét vuông. Nhà tù được xây dựng kiên cố, tường đá lẫn gạch, mái bằng tôn, giường nằm dành cho tù nhân được xây dựng bằng đá và láng bề mặt bằng xi măng. Các phòng giam đều có một hố xí nổi, không có nước rội và không được đi vệ sinh thường xuyên. Môi trường chạy giam ô nhiễm khiến các tù nhân phát bệnh và lây lan nhanh chóng. Đặc biệt, vị trí nhà tù nóng vào mùa hè và lạnh thấu xương vào mùa đông cũng vô cùng khắc nghiệt. Sau ngày hòa bình, nhà tù Sơn La đã được phục chế. Ngày nay, nhà tù Sơn La là một trong những khu di tích lịch sử thu hút khách tham quan, nghiên cứu học tập rất đông hàng năm. Nếu có một lần nào đó trở về Sơn La, về với núi rừng Tây Bắc, thì đừng quên ghé thăm địa điểm du lịch cội nguồn giá trị này. 5. Nhà tù Lao Bảo Còn có tên gọi khác là nhà đầy Lao Bảo thuộc địa phận thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nhà tù Lao Bảo được xây dựng vào năm 1908 là nơi giam giữ nhiều nhà cách mạng cộng sản Việt Nam thời đó như đại tướng Nguyễn Chí Thành, nhà thơ Tố Hữu, Trần Văn Cung, vân vân. Được thiết kế gồm nhiều khu nhỏ, gồm 5 khu nhà giam Batimong A, B, C, D, E, khu nhà bếp, nhà vệ sinh, tháp lọc nước. Các tù nhân tại đây bị đầy ải và giam giữ vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt trong các lần hỏi cung, không chỉ bị giam giữ tra tấn về tinh thần, thể xác, mà người tù tại đây còn phải làm nhiều việc nặng như đập đá mở đường, đốn cây, làm cầu cống cho tới các công việc đồng áng. Đồ ăn chất lượng kém, có thể là gạo mốc, mắm thối vân vân, đựng trong bát gì rất độc hại. Nhà tù Lao Bảo được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 25 tháng 1 năm 1991 và trở thành một trong những địa điểm tham quan đón lượng du khách về thăm hàng năm rất đông. 6. Nhà đầy buôn ma thuật có một địa chỉ tại số 18 đường Tán Thuật, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, chỉ cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 1 km về phía đông nam. Nhà đài Buôn Ma Thuột được xây dựng bởi thực dân Pháp vào khoảng thời kỳ 1930-1931 để đầy biệt xứ và giam giữ những người tham gia cách mạng bị xử án nặng tại các tỉnh Trung Kỳ, đảng viên Cộng sản hay những người trong phong trào Xô Viết nghệ tĩnh. Không giống với những nhà tù thông thường, ở nhà đài Buôn Ma Thuột, tù nhân phải tự xây dựng để giam giữ chính mình Nhà đây được chia thành 6 lao. Các lao được sử dụng để giam giữ tù nhân các dạng khác nhau, từ nặng tới nhẹ. Một số người hoạt động cách mạng Việt Nam đã từng bị giam giữ tại nhà đầy Buôn Ma Thuột như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Chí Thành, Phan Đăng Lưu, vân v Nhà đầy Buôn Ma Thuột là một trong những di tích cấp quốc gia năm 1980, là địa điểm tham quan, du lịch dành cho du khách khi tới Đắk Lắk. 7. Khám Chí Hòa Trại giam Chí Hòa, Sài Gòn được xem là một trong những nhà tù tàn bạo nhất giam giữ những chiến sĩ cộng sản kiên trung nhất trong cả hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Điểm đặc biệt của trại giam trí Hòa là cách bố trí khu phòng ốc dựa theo đồ hình bát quái. Người ta cho rằng trí Hòa chỉ có một cửa sinh còn lại đều là cửa tử. Vì thế những âm hồn không siêu thoát được luẩn quẩn trong nhà tù mãi mãi, tạo nên không khí lạnh lẽo đến rợn người làm người đến tham quan rợn tóc gáy. Nhà tù này được người Pháp cho xây dựng từ thời thuộc địa Pháp ở khu vực thời đó còn là ngoại ô thành phố. Nơi đây đã giam giữ những tù chính trị chống lại chế độ thực dân Pháp và tội phạm hình sự. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, đây là nơi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa giam giữ tù binh mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày nay, đây là nơi tạm giam của Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho các bị can hình sự trong các vụ án trên địa bàn thành phố. Khám có 8 khu để nhốt phạm nhân, xây hình bát giác vuông gồm các khu AH, BC, ED, F, I, A, -B -K -G, G, khám trí hòa tuy là một trại giam đặc biệt, được mệnh danh là không có lối thoát, nhưng trong lịch sử đã có nhiều tù chính trị hoặc phạm nhân đã trốn ra khỏi được nơi này. Trong đó không thể không nhắc đến cuộc vượt ngục ly kỳ của tên trùm Phược Tạm Ngón. Trên đây là 7 nhà tù khét tiếng nhất Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng có thêm động lực ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào! và hẹn gặp lại